giao ghe cho khách VIP Cần Thơ, anh hưng công ty du lịch Cồn Sơn bắt đầu. Sơn còn bao nhiêu cây nữa? Rồi, đây là chú Tâm. Sáng sớm. Tâm. Tắm sớm. Tắm xong nha quý vị. Ồ. Chép thử ơi, coi tới Cồn Sơn còn nhiêu nữa biết chấm không? Quần, ok chú. Làm cho mình một phút clip đi mà. Ôi đẹp trai dữ trời. Dạ em. Trong vlog và giao cho ông anh ở Cồn Sơn. Cảm ơn anh Quỳnh đã tin tưởng và ủng hộ cho ba đứa em. Đi giao ghe tới đây luôn. Mình máy thì ngon ngót hết rồi bà con. Tướng dẹp hết rồi, chắc hồi xe khách không có cho lên rồi. Hồi đang nghĩ anh coi có cái xe ba gác nào. Anh đưa vừa bị thoa dùm vô chứ. Rồi một xíu nữa là tới chỗ giao bà con. Chạy ở Mỹ Tho. Mười một rưỡi tới giờ cho bà con mình coi nè, cái máy không ngừng nghỉ luôn bà con, có thở máy theo mà mình đâu lo. Chạy mà cái máy thay nhớt 2 lần rồi, thay nhớt rồi không cho gì chạy luôn. Xíu nữa tới chỗ bà con luôn. À bà con, cái máy gì mà đổ có 980 mấy ngàn mà chạy từ hồi sáng giờ nó dày nè cô chú anh chị. Chạy từ hồi sáng tới giờ á. Yeah, yeah. Anh Giang ảo ảo rồi gần là chạy chứ. Ở phía dưới đó là cái ghe mà bán về cho anh Tâm á cô chú anh chị, lúc trước em với anh Đạt giao á còn 49 khách á, còn bây giờ giao cho anh Hưng Phan tới ngay cái cầu nổi của ảnh rồi, ngay góc cảng nè cô chú anh chị. Cảm ơn tấm chân tình bà con mình rất là nhiều, và bà con ủng hộ thì bằng cách nào đó em cũng sắp xếp thời gian gần nhất và sớm nhất để giao cho cô chú anh chị. Không có người giao thì em đi giao, em nhờ mấy anh em mấy chú nhà đi phụ em đi giao. Rồi giờ vô cột ghe nha cô chú anh chị nha. Chờ anh Hưng Phan anh ra. Vô cầu luôn, cặp vô luôn, anh kêu cặp cầu luôn. Tới chỗ rồi cô chú anh chị ơi. Thành công cho anh cùng em. Cảm ơn em. Dạ chúc anh làm ăn phát tài thường thuận suy gió. Dạ. Phát nữa nha. Xong nha cô chú anh chị. Tới đây giao ghe xong rồi nè, nãy phá sao xuống ghe về tới đây mới không ăn rồi bẻ lại chú Diêu chửi em quá trời luôn. Xui số hả? Không có, nãy em bẻ nó bị thiếu á. Bẻ cong lên cái rồi giùm ghe thiếu số. Chửi em nãy giờ tan nát mới bẻ lại á. Hoàn thành xong ghe. Chuyến hành trình 11 giờ đêm tới giờ mấy giờ rồi? 1 giờ trưa. 1 giờ trưa. Đúng rồi, 11 rưỡi trưa nè. Ok hết anh ơi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn hết mấy anh đây luôn. Dạ dạ. Rồi giờ dọn về.